các thành phố lớn của Trung Quốc là thị trường của người lao động. Lại một lần nữa, đến mùa săn việc làm ở Trung Quốc, hàng ngàn công ty từ các nhà bán lẻ cho đến các chuyên gia tư vấn đầu tư đang tìm cách thu hút những người tìm việc làm. Tại một trong những hội chợ việc làm lớn nhất ở Thượng Hải, tuy vẫn có rất đông người, nhưng lần này đã không còn những dòng người xếp hàng dài xung quanh tòa nhà chỉ để chờ được vào bên trong. Đây là một điều lạ khi mà sẽ có đến gần 7.3 triệu sinh viên đại học tốt nghiệp trên khắp Trung Quốc trong năm nay. Phương tiện truyền thông gọi đây là năm khó khăn nhất để tìm việc làm. Ông Lin Pei Li, người điều hành hội chợ việc làm này trong 4 năm qua, nói rằng số người tham dự đã giảm khoảng 1/3 trong vài năm qua. Một lý do đó là các thành phố lớn của Trung Quốc đã không còn sự hấp dẫn như trước đây. Anh Cao Wei, một sinh viên đến từ tỉnh Giang Tô gần Thượng Hải, cho biết nếu không tìm được việc làm ở Thượng Hải thì anh sẽ trở về quê nhà vì nơi đó đang phát triển, có những công ty tốt và có gia đình của anh. Trong khi nền kinh tế của Trung Quốc đang chậm lại và các cuộc khảo sát cho thấy nhiều công ty không có nhu cầu tuyển dụng, nhưng các chủ sở hữu nhà máy sản xuất và kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn để tìm người lao động. Bà Yuan Linh, người chịu trách nhiệm về việc mở các cửa hàng mới, cho biết họ có rất nhiều vấn đề với người lao động từ nông thôn Trung Quốc. Trong 2 năm qua, với thế hệ những năm 90 và chính sách một còn, nhiều người lao động trẻ không có khả năng đối phó với khó khăn. Khi họ có một vấn đề, họ gọi cho cha mẹ để được giúp đỡ và sau đó bỏ việc làm về nhà. Tất nhiên, các công nhân trẻ của Trung Quốc có thể có lý do để thay đổi, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Tiền lương đã tăng lên nhưng đã không bắt kịp với sự gia tăng của chi phí sinh hoạt, chủ yếu là giá bất động sản. Trung Quốc đã bị mất những lợi ích của lao động giá rẻ quá nhanh vì chính sách đất đai sai lầm làm chi phí gia tăng nhanh. Các nhà hoạch định chính sách của Trung Quốc vẫn đang tập trung vào tỷ lệ thất nghiệp vì họ lo lắng là nạn thất nghiệp sẽ làm dấy lên tình trạng bất ổn xã hội. Nhưng với nhiều người lao động, nài thích ở gần nhà hơn, những thay đổi sâu rộng trong nền kinh tế có thể tạo khó khăn cho các công ty trong các khu trung tâm công nghiệp của Trung Quốc.